với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý con mời đại đức Thế Lan Giác đứng đây ạ. Cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ đã cùng theo lời duyên của thầy Thích An Giác đã được cùng đến đây và cùng phục vụ cho bà con Phật tử của chùa Linh Sơn.